Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ ngày hôm nay ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 11 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày 12 tháng 11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa còn có khả năng kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh thành phố nằm trong vùng bị ảnh hưởng được đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lũ, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân, kiểm tra đài soát các công trình, khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ lụ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Chú ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt chia cắt, đồng thời kiểm tra, đà soát, vận hành hồ chứa phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra